Mai mình sẽ dẫn mọi người tháo vệ sinh cùng cái chích của C654 màu nhá. Đây đầu tiên là ốc này. Đây, em có đang ốc này. Ốc giữa này. Mình tháo hai ốc này đi, hai cái bát sắp ra để. Tay nhẹ này, ốc ra. Đây là bát sắt cố định từ với trống. Nhưng chiếc quạt nó ổn không? Xong phần sau. Sau con ốc này đi tháo cái bộ phận hút thải của ốc tử. Khi nó mực nó văng ra ngoài màng tử thì nó sẽ hút. Vì vậy mọi người chú ý cái này nhá. Đây nó sẽ có cái mút để mình lấy dao cắt. Đấy, mình cắt ra xong tí nữa lắp vào nó in zin luôn. Đó. Theo con ốc. Để ý cho mình nhé, ốc sắt này. Và đây là một cái bát. Bát này nó khác cái đầu ngoài là nó sẽ bản này nó sẽ bé hơn, bản ngoài nó sẽ to hơn. Đấy, xong, mình quay ra. Đấy nhá. Cho nó mở ra. Đấy. Đầu này sẽ có cái dây. Đấy, mình chẳng phải ra. Hai mình sẽ rời nhau. Đây là dây của TD từ này. Mình rút ra. Đấy, đây là máng từ. Đấy. Đây nhân này nó đang bị căn từ thì mình phải vệ sinh. Để ra nào. Tiếp theo, đây là mình vệ sinh đến trống. Mình sẽ dẫn một người tháo gạt cái dây, cái vát cái trống nhá. Đây, sẽ có bao đâu. 1, 2 và một con góc này nữa trong cùng, mình tháo góc trong cùng xuất. Cái tất cả đều ra nhựa nhá, có 3 con ốc. Khi này có 3 ốc. Một con này, hai con này. À đây con nữa, ba con. Người chú ý vị trí của ốc nhé. Đây, đây là sẽ cái thanh lau có áp. Mình sẽ tháo nó ra. Đây có cái lưỡi gà này. Tháo nó ra. Tiếp theo, ở đây sẽ là bình thông thải này. Đấy. Ở đây, nó sẽ có cái chốt. Đây, mình cho mọi người xem nhé. Đây, nó có cái chốt này. Có lần đây. Đấy, chốt này. Đấy, mình định ra chỗ được vít, mình đẩy nhẹ nó ra. Tách rời ra. Tách rời ra. Đấy, tiếp theo mình tháo này. Mọi người ý cái lò xo này. Lò xo thì nó sẽ lắp vào đây. Đấy, xong mình sẽ lắp nhựa này. Lắp vào đây. Đây, tiếp theo mình tháo trống thì đây có ba. 1, 2, 3 con ốc. Nhớ vị trí ba ốc. 1, 2, 3 con ốc. Cũng vào ngoài này. Mình tháo ra. Riêng này, ba con ốc này nó sẽ khác biệt này, có một ốc dài này, và hai ốc ngắn này. Còn những vỏ ngoài nó sẽ có ba con ốc ngắn này. Rồi tiếp theo mình rút này, thẳng về trước này. Đấy, tí nữa lắp vào đây, nó sẽ có cái trục của trống này, mình sẽ lắp vào, này. Lắp vào những vị trí thôi, rất đơn giản thôi. Rút ra, đồng vào. Đấy, mình sẽ rời hẳn ra. Rồi rút trống này, thay trống thì mình rút trống ra này. Lắp trong nhớ vào đây, thanh ngoáp này chỉ nhấc lên là xong này.
đuôi này nó sẽ có hai cái cố định này. Định hình này, lắp vào đuôi này. Mình khi nào mình lắp đúng vào lỗ thì nó mới vào nhỉ. Đấy, kích hạ xuống. Đó, vào chiếc này, đấy, đúng này. Còn đây là gạt nha. Mọi người gạt thì có hai ốc này. Rất đơn giản. Khi mình lắp vào thì mình sẽ lắp lại từ đầu. Mình tháo có gì lắp trước thì mình sẽ lắp sau. Thì tháo sau cùng sẽ lắp trước. Thằng áp này. Mình sẽ lắp trống này. Lắp trống vào xong thì mình sẽ lắp cái bát đầu trống này. Nó sẽ vào đúng lấy ở đây mình nhớ ốc dài này, ốc dài sẽ bắt ở đây. Ok, cái mát này, mát trống này. Đấy, còn hai ốc này mát một con vào giữa này. Một con ở góc này. Cố định thì nó sẽ khớp một phần này, nhựa nó sẽ phẳng này, nó khớp với nhau. Mình sẽ cố định một ốc này. Đây là ba con ốc ngắn, ốc dẹp nhựa nha. Mình so này, so ở đây, và đến cái đây, đầu này nhé. Mọi người nhớ nhá, cái đầu, cái vuông sẽ vào bên trong. Đây sẽ vào lấy, mình sẽ đi cho so này sẽ để ra để vào. Tiếp theo, cái này là chốt của thanh ngoáp, để vào là xong. Thường xuyên mình sẽ phải lấy cái này để mình lau cái lưới đó, làm chụp cho nó mịn nhất. Rồi, xong rồi. Khi mà mình vệ sinh xong hai phần mình lại ghép vào đây nhá. Ở cuối này liên quan với anh để cuối đấy, có chốt này sẽ vào ăn vào cái hóm một từ này, có khớp này đọc vào theo dây mình sẽ lùa vào khe trục này và cắm dây tê từ này. Nếu các bạn không cắm thì sẽ bị báo lỗi nhá, báo lỗi không nhận tê từ sẽ báo nó đi developer unit. Ghép vào đây. Sau này sẽ có hai cái đinh để ý này. Đấy. Nên vào rồi thì mình bắt đầu cố định nhựa, mình bắt đầu giữ trước này để cho nó cố định với nhau này. Theo sẽ là cái bát, những cái bát sắt này đầu ngoài sẽ to hơn đầu trong nhé, người để ý cho mình nghe. Đây sẽ là cái gen sắt này, ốc gen sắt và có lông, bu lông này. Mình sẽ chặt này. Tiếp sau là sẽ có bát sắt nhỏ hơn. Mực thải đường ống này, sau này sẽ ra đường ống thải ở máng tử. Khi mực nó văng ra nó sẽ cơ chế là tự hút thì thải, tránh tình trạng văng lên bản chụp. Xong mình đã vệ sinh. Hướng dẫn các bạn cách tháo lắp cá trích màu Konica C654 hoặc 754.